Chào các bạn quay lại Stickman Legends. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ đến màn 4/6 đến màn 4/10. Bắt đầu thôi. Thank you.
Chấn động một phát luôn là chết. Level 4/10. Chấm động. Chấn động. Quá mồm một phát. Thì chúng ta sẽ kết thúc tạm dừng tới đây. Nếu anh nào muốn đăng ký kênh của mình sẽ làm clip tiếp theo nha. Xin chào mọi người, xin nhớ theo phía tiếp theo. Tạm biệt.